Sau đây là phần cuối cùng của bản tin trong nước. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có công văn yêu cầu các cơ quan quản lý ngành du lịch không tăng giá vé tham quan một số địa danh. Trước đề nghị của Tổng cục Du lịch về việc lùi thời điểm tăng giá bán vé tham quan hang động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã gửi công văn yêu cầu Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Công ty Du lịch Trường Thịnh vẫn giữ vé tham quan như trước đây với động Phong Nha, Tiên Sơn, Thiên Đường và hang Mẹ Bồng Con. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh giám sát quá trình thực hiện quyết định duy trì mức phí cũ đối với khách tham quan. Trước đó, Quảng Bình đã từng dự kiến tăng giá vé tham quan một số hang động lên gấp đôi. Đáp ứng nhu cầu về các nguyên liệu sau chế biến phục vụ các ngành công nghiệp đang ngày một tăng cao, tỉnh Bình Thuận vừa khánh thành thêm một nhà máy chế biến cát hiện đại tại cụm công nghiệp Thắng Hải, huyện Hàm Tân vào cuối tuần qua. Tọa lạc tại cụm công nghiệp Thắng Hải, nhà máy chế biến cát Bình Thuận do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư Bidico đầu tư với tổng mức vốn 49 tỷ đồng, công suất 100.000 tấn một năm. Nguồn nguyên liệu cho nhà máy được lấy từ mỏ cát trắng Tân Phước và các vùng lân cận. Cát sau khi tuyển rửa, tách hạt sẽ được phân thành 3 loại theo kích cỡ, bao gồm các hạt nhỏ có đường kính nhỏ hơn 0,3mm, các hạt trung có đường kính 0,3 đến 0,6mm, các hạt lớn có đường kính 0,6mm đến 1mm. Cát thạch anh sau khi chế biến đạt yêu cầu về chất lượng có thể dùng trong sản xuất thủy tinh, khuôn đúc, gốm sứ và một số ngành công nghiệp khác. Hiện nay nhà máy đã hoàn thiện quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị, dự kiến sẽ cho ra sản phẩm vào quý 1 năm 2015. Dự kiến doanh thu từ nhà máy cát trong năm nay sẽ đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận trên 30 tỷ đồng. Các cái mỏ của công ty giấy phép đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào khai thác và đưa vào chế biến. Và hiện tại các khách hàng trong nước thì công ty đã 2 năm trước đây đã làm cái công tác tiếp thị và đối với các cái đối tác lớn như Vinclasera, nhà máy Vĩnh Thường đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với công ty. Trong giai đoạn tiếp theo, nhà máy sẽ được mở rộng đến công suất 200.000 tấn một năm với tổng vốn đầu tư là 134 tỷ đồng. Những năm gần đây, nhu cầu nhập khẩu cát đang tăng mạnh tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan. Với vị trí địa lý thuận lợi, chi phí sản xuất thấp, ngành cát Việt Nam đang có nhiều cơ hội để mở rộng hoạt động xuất khẩu vào các thị trường này. Thưa quý vị, thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào năm 2015 được cho là sẽ khởi sắc hơn do có nhiều sự tham gia của các thương hiệu nước ngoài, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn. Bên cạnh đó, việc giá dầu giảm cũng kích thích nhu cầu mua sắm. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu vẫn là một trong những thách thức đối với ngành bán lẻ trong thời gian tới. Đó là một số nội dung đã được ông Richard Mix, giám đốc bán lẻ CBRE Thái Bình Dương, chia sẻ với FBNC trong cuộc trao đổi về thị trường bán lẻ Việt Nam. Với việc hàng loạt thương hiệu bán lẻ xâm nhập thị trường Việt Nam trong thời gian qua, ông nhận định thế nào về thị trường bán lẻ trong năm 2015? Tôi nghĩ là thị trường bán lẻ năm 2015 sẽ có nhiều mới mẻ và tăng tốc hơn. Các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đã vào Việt Nam, nhưng tôi nghĩ đó là về mặt dài hạn, họ không cần thiết phải nhanh chóng thu lại lợi nhuận, mà họ sẽ chuyên nghiệp hóa các cửa hàng, tập trung vào chiến lược giá cả, khách hàng thân thiết. Nhiều thương hiệu khác cũng trải qua những kinh nghiệm này. Tôi thấy điều đó rất tốt cho người tiêu dùng, bởi giờ đây họ có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng thông thường thì chúng ta hay mua thực phẩm tươi sống ngoài chợ, nên các trung tâm bán lẻ sẽ tăng cường mảng bán hàng thực phẩm tươi để khách có thêm nhiều sự tiện lợi. Vậy ông có thể nói gì về giá đất dành cho lĩnh vực bán lẻ? Vâng, từ một vài năm nay thì giá thuê đất có xu hướng giảm vì có thể do số chủ tiệm giảm đi nên có lẽ sẽ ít khách thuê tìm kiếm cửa hàng hơn. Vì thế sẽ không dễ cho các nhà đầu tư bất động sản xây dựng thêm những trung tâm mua sắm trong giai đoạn này. Tôi đang hy vọng với việc giá đất trở về giá trị thực, thì khi đó chúng ta sẽ có nhiều những dự án khả thi hơn. Theo ông, những yếu tố nào có thể tác động đến thị trường bán lẻ Việt Nam năm nay? Tôi thấy có rất nhiều yếu tố bởi vì thị trường bán lẻ đối với người tiêu dùng phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin. Và tôi biết rằng niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đang lớn mạnh và thậm chí còn thuộc top 9 những người tiêu dùng có niềm tin lớn nhất thế giới trong quý trước. Cho nên chúng tôi kỳ vọng họ sẽ đi mua sắm. Nhưng tôi nghĩ xu hướng mua sắm ở nước ngoài sẽ tăng cao hơn, có thể vì họ mua được hàng rẻ so với ở trong nước. Chúng ta cần đưa họ trở về Việt Nam. Mà yếu tố quan trọng chính là thuế xuất. Thuế nhập khẩu có vai trò quan trọng đối với hàng hóa tại Việt Nam, sẽ là yếu tố quyết định để người tiêu dùng mua hàng ở đây hay nước ngoài.
Còn nhiều vấn đề khác như hàng hóa nhập khẩu, chất lượng hàng, chất lượng trung tâm mua sắm, phương pháp quản lý, marketing cũng tác động không nhỏ đến quyết định của người tiêu dùng. Hãy làm sao để họ đến các trung tâm thương mại không chỉ vì có nhu cầu mua sắm, mà còn phải cảm thấy thoải mái, thích thú, và điều đó kích thích nhu cầu tiêu tiền. Với sự cạnh tranh của các thương hiệu bán lẻ nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để có thể đối mặt với điều đó? Các doanh nghiệp Việt Nam đã có sẵn một số lợi thế, họ đã ở đây từ trước và hiểu khách hàng Việt Nam hơn. Nhưng họ cần làm nhiều điều để có thể cải thiện dịch vụ của mình. Họ cần xem những nhà bán lẻ trước, ngoài làm như thế nào để áp dụng vào hoàn cảnh tại địa phương. Tôi nghĩ vấn đề lớn trong lĩnh vực bán lẻ chính là nhân sự. Họ cần được đào tạo tốt hơn, được trả lương cao hơn và làm việc trong những điều kiện tốt hơn. Đó là cách tốt nhất để họ làm việc hiệu quả, chăm chỉ hơn và khiến doanh nghiệp tăng được tính cạnh tranh. Việc giá dầu giảm hiện nay sẽ tác động thế nào đến hành vi tiêu dùng của người dân thưa ông? Tôi nghĩ giá dầu giảm giúp làm giảm chi phí sản xuất bởi phí vận chuyển là một phần quan trọng hơn trong cơ cấu giá vàng. Và như vậy giá cả sẽ rẻ hơn. Người tiêu dùng thì có nhiều tiền trong túi hơn, nên họ sẽ tiêu xài nhiều hơn. Họ cũng có thể đi đến siêu thị bằng taxi nữa. Nhưng theo một khảo sát mới công bố thì người Mỹ trong tháng 12 đã không chi tiêu nhiều hơn mà họ để tiết kiệm. Tôi nghĩ có một chút khác biệt giữa người Mỹ và người Việt Nam. Người Mỹ bình thường đã nợ rất nhiều, cho nên đây là dịp tốt để họ có tiền trả nợ. Cũng có thể họ không cảm thấy tin tưởng vào nền kinh tế trong tương lai, nên họ muốn tiết kiệm hơn. Tôi cho rằng người Việt Nam thích đi mua sắm hơn. Thank you. Xin cảm ơn ông. Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng theo Hiệp hội Điều Việt Nam, tỷ lệ điều tiêu thụ nội địa đã tăng lên trong năm vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp trong ngành bắt đầu chú ý hơn đến thị trường nội địa. Dựa trên thống kê về sản lượng điều tiêu thụ của các doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết đến cuối tháng 12 năm 2014, lượng điều tiêu thụ trong nước đã tăng từ 10 đến 15%, tương ứng với khoảng 28.500 tấn điều nhân. Hiệp hội dự báo con số tăng trưởng sẽ còn cao hơn vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Nguyên nhân theo ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam, trong đó có ảnh hưởng từ những phát hiện về hàm lượng dinh dưỡng trong hạt điều vừa được công bố trong năm vừa qua. Nhưng quan trọng nhất vẫn là do các doanh nghiệp đã bắt đầu chú trọng hơn đến thị trường tiêu thụ trong nước. Bản thân các doanh nghiệp, người ta cũng thấy rằng là cần phải không những là phải giữ cái thị trường xuất khẩu của người ta, nhưng mà người ta cũng là thấy rằng cần phải xây dựng cái thị trường trong nước. Mà xưa nay là bỏ ngỏ, bởi vì cái thị trường của Việt Nam cũng là cái thị trường rất là tiềm năng. Đấy. Với 92 triệu dân và hiện nay thì cái thu nhập của một bộ phận thì cũng không phải là thấp, nó cũng có nhu cầu tiêu dùng hạt điều, cái giá cũng tốt, thành thử là các doanh nghiệp họ cũng đã chú ý hơn đến cái thị trường trong nước, do vậy là cái sản phẩm họ chế biến ra này nó cũng đa dạng hơn, chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn. Theo báo cáo của Hiệp hội Điều Việt Nam, năm 2014 đã là năm thứ 9 ngành điều Việt Nam dẫn đầu thế giới về sản lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, lượng điều tiêu thụ trong nước chỉ chiếm khoảng 10% sản lượng điều sản xuất ra hàng năm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong nước của chúng tôi hôm nay. Hãy ghé website của FBNC để có thêm thông tin và video của các chương trình trên FBNC. Quý vị cũng có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi tại fbnc.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin FBNC Thế Giới.